Quý cô chú anh chị và các bạn thân mến, hiện nay thì em Dư đang có mặt tại dự án Phú Hồng Thịnh 690. Và trong video ngày hôm nay thì em Dư sẽ cập nhật một số hình ảnh thực tế tháng 5 và năm 2022 và dự án Phú Hồng Thịnh 690 cho tất cả quý cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi. Hiện nay thì em Dư đang có mặt tại dự án Phú Hồng Thịnh 6. Đây là trục đường D1 nha các anh chị. Ở đây thì cũng có những cái ngôi nhà được xây một trệt hai lầu. Bên trên là có một cái sân phơi và một cái phòng thờ các anh chị. D1 giao N2 căn góc đang xây ha. Căn góc mà cách đây khoảng cỡ tháng 3 các anh chị, em ghé qua em quay khu vực này thì lúc đó thì căn góc mới bắt đầu là mình mới có đóng cọc thôi. Hiện nay thì căn góc đã xây lên rồi ha. Em sẽ đi vào cái trục đường cuối cùng, đây là trục N1 nha các anh chị. Xây dựng một trệt hai lầu. Có một cái căn nhà ngay khúc này đang xây anh chị, có đề biển bán nhà luôn ha. Ở đây thì xây nhà rất là nhiều sau dịp lễ Tết vừa rồi anh chị, bắt đầu xây nhà nhiều lắm. Đây là đoạn cuối đường D1, nó đường N1 thì nó sẽ giao với đường D3 các anh chị. Đây chính là con đường D1 này các anh chị, nối ra Phú Hồng Thịnh 9 nhá. Đây là trục chính. Ở cổng chào của Phú Hồng Thịnh 9 này các anh chị, đây chính là con đường D1 giao với đường N6, nó không ngay ở ngoài cổng này. Nhà này có cây hoa giấy đẹp chưa anh chị? Đó. Và đây là cái nhà đang xây này. Nhà ở đây bán cũng tương đối nhiều các anh chị. Đường em đang đi đây là con đường N5. Này xây một cái căn nhà giống như kiểu xây quán cà phê ấy. Đây có một căn nhà đang bán.
hai căn nhà cạnh nhau đang bán luôn nha các anh chị. Khu vực này bán nhà khá là nhiều. Đây là đường N3. N3 này thì xây ít nhà lắm các anh chị. Tỷ lệ xây nhà ở cái trục đường N3 này khá là ít. Ở đây là cái khu mà vị trí điện. Vị trí điện. Ở đây là con đường D6. Ở trục này là trường D6 giao với N2 nha các anh chị. Có hai căn nhà đang xây rất là đẹp ha. Một trệt hai lầu này. Phía trên là xây sân thượng phòng thờ. Bán nhà tại đây đấy các anh chị. Vị trí đây, cái quán trà sữa mà hồi trong video trước em quay các anh chị. Khúc này là đang làm nên xây cái nhà bên cạnh, xây khá là cao rồi ha. Nhà đã hoàn công. Phú Hùng Thịnh, bên Phú Hùng Thịnh 10 các anh chị thì tỷ lệ xây nhà em thấy nhiều hơn. Phú Hùng Thịnh 10 đấy xây nhiều hơn. Ở khúc này nó cũng khá là mát ha. Buổi chiều ở đây thì em thấy rất là mát nha các anh chị nhé. Đây thì bán nhà cũng nhiều lắm. Anh chị có nhớ là cái nhà mà hôm trước em quay á. Nhà này lúc đó là mới có xuống móng này. Còn cái bên này thì lúc đó là đang mới xây này, cái nhà này đang xây này các anh chị. Nhà này xây xong rồi này. Xây xong đẹp không? Một trệt hai lầu này, có trồng hoa trước nhìn xinh quá. Hai căn kia cũng xây xong rồi, còn cái căn mà phía đầu tiên đó, là cái căn ở ngay chỗ cổng chào của Phú Hồng Thịnh 9 này các anh chị này. Thấy anh Thịnh chị thấy không? Đó. Là xây nên là 4 tấm mà một trệt 4 lầu luôn các anh chị ha. Nhà đã đẹp ghê luôn, để đó làm quán cà phê hoặc là văn phòng cho thuê á. Ở bên này cũng xây chắc cũng tương tự giống như căn bên này. Trong video này em vừa gửi tới tất cả quý cô chú anh chị một số cái hình ảnh tại dự án Phú Hùng Thịnh 6910. Và rất là cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi video. Em Dư Nhà Đất thì chuyên cập nhật những cái dự án nhà ở khu dân cư tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cũng như là nhận mua bán ký gửi nhà đất tại thành phố Dĩ An. Quý cô chú anh chị có nhu cầu về mua bán ký gửi nhà đất thì hãy liên hệ với em Dư nhé. Và đừng quên là hãy like và đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất. Em Dư, chuyên nhà đất Dĩ An, Bình Dương.